Mẹ bán tới giờ bốn mấy năm. Má hành, pate, chả, lạp xưởng, gà bông, đậu phộng, hầm phi. Chiều thì có thêm món cải sá bấu. Sáng bu đông lắm, không có thể nào làm kịp. Cái pate em thơm lắm. Nó thơm, cái mùi vị nó khác người ta. Ăn nó dẻo lắm, để ngồi ăn cũng những dẻo. Không có bị sượng, không có bị cứng gì hết trơn. Là thích đó, giống như nhiều khi nó vô cơ sở làm á, cái để tới 8-9 giờ nó cũng những ăn được. Ăn xong rồi nó gói lại, hồi nó ăn cũng những dẻo bình thường. Ba thế hệ luôn, người ta qua nước ngoài, nó về du học, lấy vợ con, nó cũng những về kiếm. Ha, tâm muối bán một thứ à, bán một loại xoài hồi xưa tới giờ rồi, mẹ bán tới giờ rồi bốn mấy năm rồi. Bán sáng kém 16 giờ bán tới 9 giờ rưỡi, còn chiều 3 giờ rưỡi bán tới 5 giờ mấy 6 giờ. Dạ. Địa chỉ 382C Diêu Tâm, phường 5 quận 5. Thứ bảy chủ nhật thì chiều thì nghỉ. Dạ. Sáng thì ngày nào cũng có, không có nghỉ ngày nào. Giá cả 15 với 20 vậy, 15.020. Theo kiểu người Hoa vậy đó, hành mỡ hành pate, chả lạp xưởng, trà bông, đậu phộng, hầm phi. Truyền thống hồi xưa đó giờ, mẹ hồi đó đó giờ. Đứng bán là chị đứng bán cũng 22 năm rồi. Mẹ chị bán là 20 mấy năm, chị bán là 20 mấy năm nữa là 40 mấy năm. Cũng như vậy à, 15-20 à, không có lên giá. Hồi xưa lúc mà mới chị mới chị bán á, chị có nhớ là giá nhiều. Ở đúng trước mẹ chị bán là 2.000-3.000. Tới chị bán là 3.000-4.000. Bây giờ lên tới 15-20. Chị trong gói xôi của mình thì có bao nhiêu loại đồ ăn đó, chị có thể kể ra không? Má hành, pate, chả, lạp xưởng, gà bông, đậu phộng, hầm phi. Chiều thì có thêm món cải sá bấu. Phần sáng thì không có. Sáng bán đông quá không có làm. Sáng bán không có kịp. Chiều thì bán ra gai thôi khách. Sáng đông lắm. Sáng bu đông lắm, không có thể nào làm kịp. Đa số con nít ăn pate chả trà bông. Còn người lớn thì ăn đầy đủ đa số. Xin thêm pate, dù khi xin thêm đậu phộng vậy đó, mình cũng cho vậy đó. Cũng bán dễ dãi, khắp mấy loại chứ. Mình thích ăn ít xôi rồi nhiều xôi. Dạ đúng rồi, ít xôi nhiều xôi nhiều người. Đa số bữa sáng thì ăn xôi nhiều, còn chiều anh ăn xôi ít lắm chị. Ít nó khi nào khách kêu xôi nhiều lắm, lâu lâu có một hai người thôi. Cái hộp xôi của mình nó nhiều. Dạ đúng rồi, xôi nó dẻo, tại người ta thích đó, giống như nhiều khi người ta vô cơ sở làm á. Cái để tới 8-9 giờ người ta cũng vẫn ăn được. Nhiều khi người ta chia ra hai cử ăn. Ăn xong rồi nó gói lại, hồi nó ăn cũng những dẻo bình thường. Chứ không phải giống như những cái xôi người ta. Bởi vì khách nó mới quay lại. Chị là mấy khách có hai loại không? Là hộp với gói? Hộp với gói à, khách muốn ăn cái nào ăn. Tùy theo khách. Em thấy xôi của chị là lúc này có lá chuối đúng không? Dạ đúng rồi, xôi em là phải có lá chuối nó mới thơm chị. Chị thấy mình bán là mấy giờ hả? Để dậy nấu xôi rồi. 2 giờ rưỡi em dậy rồi chị. 2 giờ rưỡi dậy nấu xôi. Chiều thì nấu, sáng thì nấu 1 cử 2 giờ rưỡi. Chiều bán thêm 1 cử thì 1 giờ rưỡi nấu. Bán cử nào nấu cử đó. Xôi này để đến ngày mai nó cũng vẫn không thiêu. Chứ không phải giống như xôi người ta. Xôi này không có phá gì vô, chỉ có hấp vậy thôi. Cái nếp của mình thì chọn cái nếp như thế nào vậy? Mình chọn nếp ngỗng, ăn nó dẻo lắm. Để ngồi ăn cũng những dẻo. Không có bị sượng, không có bị cứng gì hết trơn. Pate thì mình như thế nào chị? Pate thì em lấy mối không à. Em đặt người ta giao lại. Bởi pate em thơm lắm. Nó thơm, cái mùi vị nó khác người ta. Pate là em thấy là để trên, tức là chị để trên cái lò hấp luôn. Em để trên họ lò hấp á, để nó nóng, nó dễ chết. Rồi mấy cái chả với lạp xưởng là thế nào? Lạp xưởng em lấy loại ngon luôn. Chả cũng vậy. Bởi ăn vô nó phù hợp với xôi. Tại vì xôi này giống như mình ăn cái kiểu cái mùi vị nó người Hoa, tại nhà em người Hoa mà. Phải ăn cái mùi vị nó người Hoa. Thì chị bán lâu năm vậy là khách quen từ xưa tới giờ không? Dạ đúng rồi. Một ngày bữa sáng không là em bán 50 mấy ký, còn chiều em bán gần nào rồi thôi. Dạ. Sáng thì đông lắm. Chiều thì khách đây ra vậy bán vậy đó. Dạ.
Dạ. Tại bán quen rồi mình nghỉ nhà nó cũng buồn. Khách tới buổi sáng là có khi mua nhiều gói là chị nhớ không? Nè, nhiều khi bán học sinh là mấy người đi làm đồ này kia, thứ bảy chủ nhật bán còn đông hơn nữa. Nhiều khi năm mua về mấy học sinh nghỉ mà phụ huynh lại mua. Vậy mọi người có nhiều người giống như ăn hai thế hệ rồi quay lại kiếm chị không? Ba thế hệ luôn chứ không phải hai. Ba thế hệ luôn, người ta qua nước ngoài, người ta về du học, lấy vợ con, người ta cũng những về kiếm. Kiếm cái thôi hả? Dạ, tại người ta ăn quen cái không hậu gì ở đây rồi đó. Nhiều khi người ta bán nhà, người ta dọn đi quận 7, quận 8 rồi người ta cũng về mua. Chị bán vậy thì cái công đoạn nào mà cực nhất? À không, lúc trước thì có mẹ dắt ra bán thì không có sao, thì mình làm cách quen rồi cũng quen luôn. Vậy con gái chị mất cái này thế? Cháu à. Mấy đứa cháu. Dạ. Hai đứa cháu phụ, sáng thì có thằng trai phụ.